tin độc quyền của Traders cho biết là gã khổng lồ trực tuyến của Mỹ là Netflix đang chuẩn bị mở văn phòng tại Việt Nam sau nhiều năm đàm phán với chính quyền và họ cũng đã đánh giá những cái rủi ro cũng như là những cái lợi ích mang lại cho cả hai phía. Văn phòng địa phương sẽ biến Netflix trở thành công ty công nghệ hàng đầu đầu tiên của Hoa Kỳ có sự hiện diện trực tiếp ở ngay tại Việt Nam, nơi mà họ xem là phát triển nhanh chóng và là một thị trường béo bở không thể bỏ qua. Mặc dù đã có những cái cảnh báo về các quy tắc internet nghiêm ngặt, à, Netflix hiện giờ thì không có bình luận gì à, trước các câu hỏi của bên Raiders liên quan đến cái kế hoạch cũng như là hoạt động hiện tại của họ ở tại Việt Nam. À, ngoài ra thì các nguồn tin cho biết là công ty này đang trong giai đoạn đầu tư lập kế hoạch để thành lập một thực một cái một cái văn phòng tại Việt Nam à, sau khi đánh giá là hoàn thành những cái đánh giá hoàn thành vào cuối năm 2022 à, liên quan đến vấn đề là rủi ro an ninh chính trị khi mà điều hành một văn phòng à, thuộc về giải trí social media tại văn Việt Nam cũng như là việc à, xử lý các dữ liệu người dùng hay là nội dung nhạy cảm.